Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tập 20 phút dành cho phần chân của chúng ta săn chắc, cứng cáp và khỏe mạnh. Và chúng ta sẽ tập với một dụng cụ rất là hiệu quả, đó là hai cục tạ đơn ha. Các bạn có thể dùng tạ nhỏ hay là tạ nặng đều được. Các bạn nên dùng tạ nhỏ nếu mà các bạn chưa quen ha. Chúng ta sẽ có 6 bài tập rất là căn bản, rất là quan trọng và cũng rất là hiệu quả. Mỗi bài tập chúng ta sẽ tập 40 giây và các bạn sẽ có 30 giây để nghỉ chuyển qua bài tiếp theo. Tổng cộng 3 vòng nha các bạn. Cố gắng để giúp cho chân của chúng ta phát triển khỏe hơn ha. Bây giờ bắt đầu nào. Bây giờ chúng ta sẽ tập với bài đầu tiên, bài squat nha mọi người. Mọi người có thể để tạ ngay sát phần vai nếu mà mọi người cảm thấy mỏi tay ha. Rồi hai chân mở rộng, xuống hít vào, lên thở ra ha. Cố gắng đầu gối mũi chân trên một đường thẳng nha mọi người. Đừng bị khép lại như vậy. Rồi đừng có để gót hay ngón chân nhấc lên ha. Rồi bắt đầu 40 giây nha mọi người, xuống hít vào, lên thở ra. Đợi. Khi chúng ta tập làm chậm thôi, không cần làm nhanh đâu. Hít thở đều. Halfway, nửa đường rồi, 20 giây nữa ha. Bài squat chúng ta sẽ cảm nhận phần mông và đùi trước nhiều. Bài tiếp theo là deadlift, chúng ta sẽ cảm nhận nhiều hơn vào phần đùi sau, mông và tập cho phần lưng dưới luôn ha. 4, 3, 2, last one. Rồi. Từ đây ha, chúng ta có tới 30 giây nghỉ là không gì hết. Rồi, ở đây ha, hạ, đẩy mông về phía sau. Sau đẩy mông về phía trước, giữ lưng thẳng ha mọi người. Gập cùi chỏ, đầu gối nhẹ khi các bạn nghiêng người về phía trước ha. Rồi, 10 giây nữa nha ha. Tập về sức mạnh thì các bạn có thể tập tạ nặng, chúng ta có thời gian nghỉ nhiều hơn. Với những ai chưa quen thì tập tạ nhẹ thôi ha. Rồi, bắt đầu nè. Hít, thở đẩy mông, hạ xuống hít, đẩy. Các bạn chú ý là cái bài này khác bài squat, là mông của các bạn sẽ đẩy về sau, giống như là các bạn dùng mông đẩy cánh cửa khép lại ha. Hít, thở, nghiêng người xuống, đúng rồi. 9, 8, 7, rồi rất tốt. Rồi các bạn có thể hạ tạ xuống bài tiếp theo ha. Chúng ta sẽ làm forward lunges. Một chân bước về phía trước, co gối lại, co gối phải và co cả gối trái ha. Làm luân phiên trái phải nha mọi người. Rồi 15 giây nữa ha. Chú ý bước về phía trước, xong thở đẩy trở về lại. Và sau đó chúng ta đổi chân liên tục luôn ha mọi người. Rồi. Cầm tạ 3, 2, 1 chân trái. Bước, hít, thở, đẩy. Chân phải. Đúng rồi. Một bên và bên còn lại. Hít thở đều. Tùy vào sức lực của bản thân mà chúng ta có thể làm không cầm tạ hoặc là tạ 1-2 kg đều được hết. Hiệp đang cầm 2 cục, tổng cộng là 16 kg ha. 3, 2, 1. Rồi, rất tốt ha. Và tiếp theo chúng ta sẽ làm single leg deadlift nha mọi người. Một chân nghiêng, quay trở lại. Rồi sau đó chúng ta sẽ đổi chân luôn ha. Nhớ nha, bài tập này là chuyển động gập, gập trái, thu về, gập phải ha. Rồi, còn 10 giây nữa nha mọi người. Thì để mọi người tập 40 giây, nghỉ 30 giây là vừa phải tương đối ha. Rồi, cầm lên 3, 2, 1 bên nè. Hít, thở, quay về. Cố gắng chân, mông, vai trên một đường thẳng ha. Đấy. Đừng để lưng bị gập xuống. Rất tốt. Cảm nhận từng bên mông hoạt động. Chân phải đưa thì mông bên trái cảm nhận. Chân trái đưa thì mông bên phải cảm nhận ha. Rất tốt. 4, 3, 2, 1.
Rồi, và tiếp theo nha mọi người, chúng ta sẽ nằm xuống này. Các bạn có thể cầm một cục đặt ở trên phần bụng ha. Một cái khác biệt ở đây là hai cái chân của bạn đẩy ra xa một tí ha. Bình thường khép lại, giờ đẩy ra xa. Sau đó đẩy mông lên, hạ xuống. Thì chúng ta sẽ cảm nhận nhiều hơn vào phần bắp đùi sau nha mọi người, cũng như là tập cho phần bên dưới. 4, 3, 2, 1, lên thở, xuống hít, đẩy, hạ. Rất là đơn giản đúng không mọi người? Muốn khó hơn, một chân đưa lên, hạ xuống, rồi đổi chân bên kia. Rất tốt, 15 giây. Chín, tám, ba, hai, một. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đứng dậy làm một bài cuối thôi nha mọi người. Rồi, đơn giản vừa phải đúng không? Bây giờ giữ nè, đứng ha. Rồi xong, hai chân mở rộng ra. Từ đây, bên phải, xong thu về. Bên trái ha. Rồi, cứ từ từ thôi. Cứ các bạn cứ nhìn vào đồng hồ ha, mình thấy khoảng tầm 6-7 giây á, mình bắt đầu cầm được rồi. Rồi giữ ha. Rồi 3-2-1-2 chân mở rộng. Rồi đẩy, thở, xuống hít, lên thở ha. Chúng ta tổng cộng 3 vòng thôi các bạn. Sau bài này chúng ta đã kết thúc vòng số 1 ha. Còn 2 vòng nữa. Nhưng mà rất là đơn giản đúng không? 6 bài. Khi chúng ta tập sức mạnh, chúng ta sẽ tập trung rất là nhiều để giúp cho cái bộ phận cơ đó khỏe mạnh hơn. Chứ không cần tập trung nhiều quá vào cái chuyện nhảy hay là đốt quá nhiều năng lượng ha. 2. Last one. Lần cuối. Rồi, các bạn hạ xuống ha. Nghỉ 70 giây nha mọi người. 1 phút 10 giây ha. Rồi, các bạn có thể uống một miếng nước. Trong trường hợp các bạn thấy tạ nhẹ thì các bạn có thể cầm nặng hơn. Nếu mà thấy nặng thì các bạn có thể giảm lại ha. Cứ làm từ từ vừa phải thôi. Ngoài video này á, chân á, thì Hiệp có các video 20 phút về các nhóm cơ khác nhau ha. Ngực, vai, bụng, tay. Đó, mọi người có thể tập theo chuỗi series này. Chúng ta còn 30 giây ha. Trở lại bài đầu tiên, đó là bài squat nha mọi người. Hạ xuống hít vào, lên thở đẩy ra ha. Chỉ tập trung vào chất lượng, kỹ thuật, cảm nhận. 20 giây nữa, 20 giây nữa. Nhớ hai chân mở rộng một tí ha mọi người, đừng không cần khép lại quá gần nhau. Rồi, ngồi xuống giữ ha. Rồi, 6, 5, hai chân mở rộng, đặt lên, giữ xuống hít, lên thở ha. 40 giây bắt đầu. Xuống hít, siết bụng, lên thở. Hai mươi giây. Mười giây cuối. Hai, một. Rồi các bạn hạ ta xuống ha. Nghỉ một tí. Tiếp theo chúng ta sẽ làm bài deadlift nha mọi người. Nhớ ha, đẩy mông về phía sau. Đưa lên, hạ xuống hết vào ha. Rồi 20 giây nữa. Rất đơn giản đúng không mọi người? Đặc biệt những cái bài này có thể người mới tập cũng được hết. Dùng tạ nhẹ là vừa phải là ok ha. Rồi cầm lên nào. Chuẩn bị ha. 3, 2, 1. Nghiêng mông về phía sau, đẩy. Thở về phía trước. Xuống hít. Lên thở. Đúng rồi. Oh.
Rất tốt, đẩy mông về phía sau, gặp lại. Mười giây cuối. Hai, một, rồi, hạ xuống ha. Tiếp theo chúng ta sẽ làm bài bước từng chân ha. Chân trái bước lên gặp chân trái nè, chân phải co lại 90 độ, xong đẩy về phía sau, đổi bên. Tốc độ đốt năng lượng của hẹp đen là 10 calories ha. Rồi, 6, 5, cầm lên ha, đứng ở cuối tấm thảm ha. Rồi, 3, 2, 1, bước chân, một chân lên, hạ xuống, gập, thở đẩy về. Các bạn gập càng sâu, càng 90 độ thì các bạn sẽ càng cảm nhận. Còn các bạn muốn nhẹ hơn thì gập một tí thôi. Rất tốt. Mười, chín, hai, một. Rồi, bây giờ chúng ta hạ tạ xuống nghỉ một tí ha. Là bài số 4 sẽ là bài single leg deadlift ha. Hạ bên trái, đổi bên phải ha. Cũng là bài từng chân, nhưng mà từng chân này nó sẽ tập trung vào phần mông dưới đùi sau nhiều hơn. 10 giây chuẩn bị, cầm lên nè. 6, 5, rồi từng chân ha. 3, 2, 1, gập, thở, đổi bên. Rất tốt. Cố gắng gập sau nếu được ha. Tiếp theo chúng ta vẫn tập cho phần đùi sau, mông và lưng dưới. Rồi các bạn sẽ nằm xuống ha. Cầm một cục tạ đặt ở trên phần bụng của các bạn. Nhớ giữ chắc ha, đừng để tạ lăn. Ở đây hai gót chân cố gắng đẩy ra xa một tí. Đẩy mông lên, hạ xuống hết vào ha. Lựa chọn khó hơn, một chân đưa lên hạ xuống ha. 4 3 2 rồi bắt đầu. Bạn có thể một chân đưa lên hạ xuống hoặc là cả hai chân ha. Hoặc là chỉ có mỗi phần mông đưa lên thôi. Hai chân mà đưa lên là thành bài bụng rồi. Cố lên. 20 giây nữa. Còn một bài cuối thôi mọi người. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, rất tốt. Bây giờ chúng ta sẽ đứng lên làm bài side lunges ha. Rồi, hai chân mở rộng ha mọi người. Nhớ ha, đẩy về bên phải, gặp người bên trái ha. Rồi, bài cuối cùng nha, 40 giây thôi. Chuẩn bị 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, bên phải nè. Gặp. Hạ, thở, xuống hít, lên thở. Rất tốt. Mười lăm, mười bốn. Mười giây cuối mọi người. Đấy. Ok đúng không? 6 2 1. Rất tốt. Rồi hạ xuống ha.
Chúng ta vừa kết thúc vòng số 2 nha mọi người. Nghỉ 70 giây, sau đó chúng ta sẽ tập vòng số 3 ha. Uống miếng nước ha. Cố gắng một vòng cuối thôi nha mọi người. Tương tự như vậy thôi, không có gì khác cả hết. Rồi, 30 giây nè. Hai mươi giây cuối, cố gắng làm xong vòng số 3 cùng với mình nha. Rồi, 15 giây nữa. Rồi, chuẩn bị 10, 9, rồi, cầm lên ha, đẩy lên, giữ chắc lại, 4, 40 giây, bắt đầu, hít thở, đẩy, 1, siết bụng, đẩy lên, gồng mông, 1, nếu mà các bạn đếm thì các bạn sẽ thấy là số lần các bạn tập một bài trong vòng 40 giây là khoảng tầm 15 ha. Thì 15 là cái mức tốt để mà mọi người có thể duy trì tập và cảm nhận được sự thay đổi. Nếu mà chỉ có 20 giây tập thì sẽ rất là nhanh. 4, 3. Ok, rồi tiếp theo ha, sẽ làm bài deadlift nha mọi người. Nhớ ha, hạ xuống, rồi đẩy lên, 6 bài thôi, giờ bài số 2 rồi. Mười giây cuối nè, rồi cầm lên lại ha, rồi đứng về một, ha, hạ mông về phía sau, thở đẩy mông về phía trước, mở bả vai ra, ok, bắt đầu, hết. Thở 1, hít, thở đẩy 2, đúng rồi, tám, chín, thấy không, còn 11, 12, 13, cố lên, 14, đấy, tầm 14, 15 cái ha. Rồi, tiếp theo, chúng ta sẽ làm bài lunges nha mọi người. Lưng phiên ha, trái, phải ha. Cố gắng, cái này chúng ta tập từng bên. Rồi, 10 giây cuối. Bắt đầu cầm lên nè. Nhớ nha, tuần chân lưng phiên. 4, 3, 2, 1 bước nè. Phải, bước, thu về, trái. Rất tốt. Nửa đường rồi, 20 giây nữa. Chúng ta cũng còn 3 bài nữa nha mọi người. 10, 9, 3, 2, 1, rồi, hạ xuống ha. Bài tiếp theo chúng ta sẽ làm bài single leg deadlift nha mọi người. Từng bên, cũng từng bên, nhưng mà vô nhiều phần mông với lại đùi sau ha. 20 giây nghỉ. Chúng ta còn khoảng tầm 2 phút rưỡi thôi mọi người. Cố gắng. Mỏi chân không? Cố gắng nha, 10 giây. Rồi, giữ cầm tạ lên nè. Đứng ở giữa tấm thảm ha. Gặp người về một bên. 3, 2, 1. Rồi, sau đó đổi chân bên kia. Hít, thở giữ thăng bằng. Mm-hmm.
Rất tốt. 10 giây cuối. Ba, hai, một. Rồi, bài tiếp theo ha. Hai bài cuối thôi. Nằm xuống nè. Đặt cục lên phần bụng của các bạn. Nhớ ha, gót đẩy ra xa một tí. Dễ, cả hai chân đặt xuống. Khó, một chân đưa lên, hạ xuống, đổi bên thôi. Rồi, chuẩn bị là 5, 4, 3, 2. Rồi, lên thở. 1, hạ, đổi bên. Hoặc là hai chân đặt xuống. Cố gắng mỗi ngày tập ít nhất là 20-30 phút nha mọi người. Còn trường hợp bận quá, tập 10 phút cũng rất là tốt. Mười lăm. Năm. Bốn. Ba. Hai. Rồi. Bài cuối cùng rồi. Chúng ta đứng dậy nha. Từ từ hành cầm nha mọi người. Nhớ ha, hai chân mở rộng ha. Nghiêng về một bên, hạ xuống. Bài cuối cùng của ngày hôm nay. Rồi, giữ hai cục tạ đưa lên nè. Mở bả vai, giữ ở đây ha. Nghiêng về một bên, sau đó trở về và nghiêng về phía bên kia ha. 3, 2, 1, rồi bắt đầu. Hít, thở đẩy, hạ xuống. Bảo đảm video này sẽ giúp cho anh chị có được cái phần chân khỏe hơn nè. Đi đứng đi lại nhanh nhẹn và vững hơn ha. Không bị té vấp, không bị mỏi chân. Bởi vì chúng ta đã tập trong đây là đã khiến chân nó mỏi để nó khỏe hơn rồi. Cố gắng. Bình thường chúng ta ngồi quá nhiều thì tập luyện để chân nó hoạt động ha. Sinh ra là để di chuyển chứ không phải là để ngồi không. 4, 3, 2, cái cuối. Rồi, rất tốt mọi người. Chúng ta đã hoàn thành xong 20 phút tập cho phần chân của chúng ta ha. Nhớ nha các bạn, nếu mà lần sau các bạn tập các bạn có thể tăng tạ lên ha. Bây giờ chúng ta sẽ giãn cơ nha mọi người. Rồi, giãn cho cơ đùi trước ha. Giữ một chân, đứng vững, kéo về phía sau. Không phải tập cardio nhưng mà nếu mà các bạn tập tạ nặng vừa phải á, các bạn cũng sẽ đốt năng lượng, nhịp tim cũng tăng cao ha. Nhịp tim mình là 137, năng lượng đốt là 230 rồi. Rồi, đổi bên ha. Năm, bốn, ba, hai, một. Rồi, thêm bài này nha mọi người. Gạp xuống, chân phía trước duỗi thẳng, chân đằng sau co gối ha. Giữ. Cảm nhận đùi sau với lại bắp chuối. Rồi, đổi bên ha. Bài cuối cùng. Ba, hai, một. Rồi, rất tốt các bạn. Nếu mà bạn nào chưa đăng ký theo dõi kênh thì hãy bấm đăng ký theo dõi kênh và duy trì chuyện tập luyện ha. Kênh của Hebert sẽ là những cái video mà các bạn có thể bấm vào và tập luyện theo rất là dễ dàng ha mọi người. Đừng quên theo dõi các trang mạng xã hội của Hebert nếu mà các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin ha. Rồi, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Cố gắng tập luyện cho chân nha mọi người. Bye bye.